Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình là Trường, trưởng bộ phận phần mềm của công ty cổ phần nhanh.vn. Rồi thì ở các cái video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn ở các bước bán hàng rồi, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác ở cái phần quy trình mà xử lý cái đơn hàng ở trên hệ thống của nhanh.vn nhé. Rồi, để mà sử dụng cái tính năng mà quản lý đơn hàng ở trên hệ thống của nhanh.vn ấy, thì mọi người nhìn thấy cái mục là đơn hàng ở đây. Rồi, trong cái mục đơn hàng này thì mình giới thiệu qua một chút, nó sẽ có các mục là danh sách đơn hàng này, tìm kiếm đơn hàng trùng này, các cái đơn hàng ở trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok các thứ này, tài chính thương mại điện tử này, đóng gói đơn hàng này, biên bản bàn giao này, chờ vận chuyển này, chờ gửi vận chuyển này, đấy, hoặc là các cái tính năng khiếu nại, hoặc là xem các cái đối soát COD của đơn hàng. Rồi, thì cái bước đầu tiên để sử dụng đơn hàng thì mọi người vào cái mục đơn hàng này cho mình, đó. Sau đó thì để mà có đơn hàng mới thì các bạn cứ thêm mới ở đây, rồi. Bước tiếp theo là các bạn sẽ điền cái thông tin của khách hàng vào. Đó, thông tin của khách hàng. Nếu như mà khách hàng chưa có ở trên hệ thống thì khi mình thêm thì nó sẽ lưu thành thông tin khách hàng mới. Còn nếu như mà có thông tin của khách đã có rồi thì nó sẽ gợi ý ra cho các bạn các cái thông tin theo số điện thoại của khách hàng đã có rồi. Đó, và nó sẽ hiển thị ra luôn công nợ, nếu mà có khách hàng này còn nợ của doanh nghiệp là bao nhiêu tiền. Thì nó sẽ hiển thị ra công nợ ở đây cho các bạn có thể biết được là hiện tại khách hàng còn công nợ là bao nhiêu. Được chưa? Đó. Sau đó thì nếu như mà thông tin mà các bạn muốn sửa thông tin tên, các bạn có thể sửa luôn ở đây được. Thì nó sẽ cập nhật theo thông tin mới nhất các bạn sửa nhé. Địa chỉ. Bạn sẽ điền thông tin khách hàng vào. Rồi. Địa chỉ thành phố ở đâu này? Quận huyện này, tất nhiên rồi. Đông Đa này. Ở đây mình sẽ thường Trung Liệt nhé. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ ở dưới đây, do tài khoản của mình sẽ có hai cửa hàng, một là cửa hàng ở HC và hai là cửa hàng ở Hải Phòng. Đấy, thì các bạn sẽ cần phải chọn, còn nếu mà có một cửa hàng các bạn không cần phải chọn nhé, nó sẽ mặc định những cửa hàng của các bạn luôn. Đó, sau đó các bạn điền cái sản phẩm mà khách hàng mua vào. Đó, ví dụ như mình sẽ bán thử cái áo sơ mi này. Đấy, khách hàng mua sản phẩm nào thì các bạn điền cái sản phẩm đấy vào đây nhé. Được chưa? Ở đây là khối lượng của sản phẩm. Thì mặc định nếu như các bạn không thay đổi cái khối lượng này thì mặc định nó sẽ là 500g. Còn nếu các bạn nếu mà cái sản phẩm cái áo các bạn nó nhẹ thôi thì các bạn có thể điền là 200g thôi. Bởi vì nếu như các bạn để 500g thì tính cái đơn hàng của các bạn là 1,5 cân, 500g thì 3 cái sẽ là 1,5 cân. Thế còn nếu mà để 200g thì nó chỉ rơi vào 600g thôi. Đấy. Thì cái bảng giá nó sẽ khác nhau, cái bảng giá của cái đơn hàng dưới 1 cân nó sẽ khác cái bảng giá của cái đơn hàng trên 1 cân. Đây, nên các bạn có thể lưu ý là theo dõi cả cái phần cân nặng ở đây nhé, khối lượng của sản phẩm ở đây. Ở ô này sẽ là ô phần chiết khấu, nếu mà có chiết khấu thì bạn sẽ điền vào đây. Chiết khấu ví dụ như là các bạn chiết khấu 50.000 thì bạn điền đây 50.000, nó sẽ tương ứng với lại 14,29%. Thế còn nếu các bạn chiết khấu là phần trăm thì các bạn sẽ điền đây là phần trăm, và các bạn điền phần trăm đây là 10%, 10% thì tương ứng với lại 35.000 bên dưới. Được chưa? Còn nếu không chiết khấu thì thôi các bạn bỏ qua. Rồi. Khi mà các bạn điền đầy đủ thông tin của khách hàng này và điền đầy đủ thông tin của sản phẩm ấy, thì ở dưới, ngay bên dưới này, hệ thống nó sẽ báo cho các, sẽ tính cho các bạn cái phí vận chuyển của cái đơn hàng các bạn. Đó. Dựa theo cái vị trí của cái cửa hàng và vị trí của thông tin khách hàng khai báo nhé. Đó. Khách hàng mua bao nhiêu sản phẩm thì các bạn điền sản phẩm và điền số lượng của sản phẩm vào. Đó. Ví dụ như ở đây thì đã gợi ý ra cho các bạn những cái hãng vận chuyển mà ở bên phần mềm nhanh đã tích hợp, đã kết nối. Ở đây có Viettel Post, Việt Nam Post này, Giao Hàng Nhanh này, Giao Hàng Nhanh này, Grab này, Linza này, Viettel Post này, GNT này, Best này. Đó, sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn các cái hãng vận chuyển các bạn muốn mặc định, thì hệ thống sẽ lấy theo cái hãng vận chuyển mà có giá vận chuyển rẻ nhất, có phí vận chuyển rẻ nhất ấy, thì nó sẽ nằm ở trên đầu và sẽ mặc định là cái hãng vận chuyển rẻ nhất ở trên đầu. Thế còn các bạn có thể lựa chọn, đó, ví dụ như là mình muốn cái giao nhanh, giao VIP nội thành 20k thì mình sẽ lựa chọn cái bên Best này. Đó, và giao trong vòng 1 ngày. Được chưa? Nó sẽ là có thể là nhanh nhất thì mình sẽ lựa chọn cái hãng vận chuyển đó. Đấy, còn sau đó thì ở bên phải thì các bạn sẽ có cái phần mà đây là chiết khấu tổng. Ở đây là các bạn lưu ý chỗ này là chiết khấu của từng cái sản phẩm nhé. Thế còn ở bên phải thì nó sẽ là chiết khấu tổng của cả đơn hàng. Đó. Rồi.
Ở đây chúng ta sẽ có thêm cái ô là ô nhân viên bán hàng, các bạn lưu ý một chút là ô nhân viên bán hàng. Mặc định thì sẽ là nhận là cái tài khoản các bạn tạo là nhân viên bán hàng luôn. Thế còn nếu các bạn muốn tính doanh thu doanh số cho một người khác ấy, thì các bạn sẽ lựa chọn là các bạn điền cái tên nhân viên khác vào đây, được chưa? Rồi sau đó thì các bạn sẽ hai cái lựa chọn ở đây, một là F9 là lưu cái đơn này. Lưu này thì nó sẽ không in nhé, nó không ra cửa sổ in. Thế còn các bạn muốn lưu và in thì các bạn kích vào F10 hoặc là kích chuột vào đây. Đó. Thì khi mà các bạn kích vào cái phần lưu và in ấy, thì nó sẽ chuyển các bạn đến một cái trang là cái trang danh sách in. Đó, cái phiếu in ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn cái máy in, các bạn sẽ lựa chọn máy in A4 thì các bạn lựa chọn máy in A4 này. Sau đó thì in ra cái đơn hàng của bạn thôi. Được ạ? Thế còn các bạn nếu không các bạn không muốn in thì các bạn hủy ra đi là được. Rồi. Cái quy trình tiếp theo là sau khi các bạn đã lên đơn rồi thì cái đơn hàng nó sẽ nằm ở trong danh sách đơn. Thế tuy nhiên các bạn lưu ý một chút nhé. Ví dụ trường hợp đây là mình đã lựa chọn bên hãng vận chuyển là Best, bên Best. Nhưng mà nếu mà bên Best này nhưng mà họ sẽ chưa nhận được cái đơn hàng của mình luôn đâu. Các bạn sẽ có danh sách ở đây thôi, nó sẽ là danh sách đơn chờ thôi. Còn khi mà các bạn muốn bên hãng vận chuyển họ sẽ nhận được cái thông tin cái đơn hàng của các bạn ấy, thì các bạn chỉ cần phải chọn cái đơn hàng này và thao tác gửi cái đơn hàng này sang vận chuyển, gửi cái đơn hàng này sang vận chuyển. Đấy, các bạn có thể chọn nhiều đơn hàng cùng một lúc nhé, nhiều đơn hàng cùng một lúc và có nhiều hãng vận chuyển khác nhau để gửi cái đơn hàng sang vận chuyển. Thì khi mà các bạn chọn cái phần gửi đơn hàng sang vận chuyển này thì nó sẽ chọn thứ nhất là chọn thông tin của cái kho của mình này. Đấy. Và khi mà bạn gửi ra vận chuyển thì bên hãng vận chuyển họ mới nhận được cái đơn hàng, cái thông tin đơn hàng của mình và họ sẽ đến cái cửa hàng của mình để họ lấy hàng của mình đi và giao cho khách, được chưa? Đấy là cái phần mà lên đơn. Thế còn cái thứ hai ở đây mình có thể là đổi trạng thái luôn, nếu có trường hợp là các bạn giao luôn trực tiếp thì các bạn có thể đổi trạng thái, chủ động đổi trạng thái ở đây luôn. Thì cái này là nếu mà đổi trạng thái ở đây thì nó không liên quan gì đến cái hãng vận chuyển nhé, tức là không báo bên hãng vận chuyển cho lấy hàng. Đấy, ví dụ các bạn tự vận chuyển luôn cũng được, các bạn đổi cái đơn hàng này sang là đang chuyển thì nó sẽ là cái gọi là nội bộ của các bạn thôi. Đấy, còn nếu các bạn đơn giao đơn thành công rồi thì các bạn cũng có thể đổi trạng thái đơn thành công. Còn khi mà các bạn mà lựa chọn cái tính năng là gửi sang vận chuyển nhưng lấy mình thao tác ấy, thì cái phần cập nhật trạng thái này thì bên hãng vận chuyển họ sẽ tự động cho mình cái cập nhật phần cập nhật trạng thái đấy, được chưa? Đấy là phần mà đơn hàng lên đơn hàng ở đây nhé. Thế còn trường hợp như này, đơn này là các bạn lên đơn rồi, lên đơn bán hôm trước nhưng mà hôm sau khách hàng lại quay lại cửa hàng, họ đổi hoặc là họ trả cái đơn hàng này thì các bạn sẽ làm như này. Thì để mà đổi trả cái đơn hàng ấy thì các bạn sẽ, thứ nhất là các bạn vào danh sách đơn hàng này. Việc đầu tiên tất nhiên là các bạn sẽ cần phải tìm ra cái đơn hàng đấy. Thì có ba cách tìm, một là các bạn sẽ điền cái ID của đơn vào đây. Đấy, ID đơn của khách hàng mang đến ấy, các bạn điền đơn ID đơn vào đây và tìm, nó sẽ ra chính xác cái ID đơn hàng đấy. Còn tất nhiên nếu các bạn không có ID đơn hàng thì các bạn sẽ tìm cho mình theo cái thông tin của khách hàng, được chưa? Thông tin của khách hàng, các bạn sẽ gõ lại số điện thoại của khách hàng đấy, gõ lại thông tin của khách hàng đấy thì nó sẽ ra, cũng ra đúng cái đơn hàng của khách hàng đấy mới nhất nằm trên đầu ở đây. Rồi sau khi mà các bạn tìm ra được cái đơn hàng đấy rồi ấy, thì các bạn sẽ tích chọn vào đây, tích chọn cái đơn hàng đấy và chọn thao tác ở đây, chọn thao tác hoặc là các bạn kích vào đây, kích vào trạng thái, kích vào trạng thái, kích vào phần trạng thái thành công này. Nếu mà khách hàng người ta trả lại hàng của cái đơn hàng đấy thì các bạn chọn là tạo phiếu trả hàng ở đây, tạo phiếu trả. Khi mà kích vào phần tạo phiếu trả hàng thì nó sẽ ra cái phần mà hình thức để các bạn chọn. Một là đơn giao hàng, tức là bên người dùng họ sẽ trả lại qua hình thức vận chuyển thì sẽ là đơn giao hàng. Thế còn nếu mà họ sẽ mang cái đơn hàng đấy đến trực tiếp cái quầy của mình họ trả thì các bạn chọn là đơn tại quầy, trả tại quầy đây và các bạn kích vào tạo phiếu. Đó. Rồi. Sau khi mà các bạn kích vào tạo phiếu thì nó hiển thị ra những cái sản phẩm trong cái phiếu đấy, trong cái phiếu mà khách hàng trả, trong cái đơn hàng các khách hàng trả đấy. Tuy nhiên thì trường hợp như này, nếu trường hợp khách chỉ trả một sản phẩm hoặc là hai sản phẩm thôi thì các bạn sẽ chỉ để lại những sản phẩm khách trả thôi, còn sản phẩm nào khách vẫn lấy thì các bạn nhớ là các bạn xóa cái sản phẩm mà khách vẫn lấy đi nhé. Nhớ là khách trả lại sản phẩm nào thì chúng ta để lại cái sản phẩm đấy ở trong phiếu trả, còn sản phẩm nào khách vẫn lấy thì các bạn để nguyên, các sản phẩm nào khách vẫn lấy thì các bạn xóa đi,
còn sản phẩm nào khách trả thì bạn để nguyên ở trong cái phiếu đấy. Đấy, trường hợp ví dụ ở đây, mình trường hợp là khách trả lại cái sản phẩm màu trắng size 39 thì mình sẽ để lại cái sản phẩm màu trắng size 39 này, còn khách vẫn lấy cái sản phẩm size 40 và size 41 ấy, thì mình sẽ xóa cái sản phẩm size 40 và size 41 đi, được chưa? Khách trả lại sản phẩm size 39 thì chúng ta để lại sản phẩm size 39, được chưa? Rồi sau đó thì các bạn ấn vào lưu. Còn nếu mà trường hợp mà nếu các bạn tính phí trả hàng của khách hàng thì bạn điền phí trả hàng vào đây, nó sẽ tính vào doanh thu của các bạn cái phần phí trả hàng đấy. Thế còn cái hàng trả lại này thì nó sẽ cộng lại số tồn ở trong kho. Rồi sau đó các bạn lưu lại cái đơn này đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái phiếu trả hàng của đơn hàng ở đây. Các bạn có thể click vào ID đơn hàng thì nó ra cái thông tin chi tiết của cái đơn hàng vẫn bán 3 sản phẩm lúc nãy. Thế còn cái phiếu trả hàng thì nó sẽ trả hàng cái sản phẩm size 39 này. Ok chưa? Rồi, thì đấy là cái hướng dẫn về của mình về cái phần mà xử lý tạo đơn hàng và trả hàng của đơn hàng. Rồi, các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể là để lại comment hoặc là inbox cho mình nhé. Mình sẽ giải đáp các bạn. Rồi, cảm ơn bạn các bạn đã xem video. Các bạn có thể để lại một sóc hoặc là một comment cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành.